biển đẹp không? Mở GPS nhưng mà đi lộn đường, theo về hướng kia thì mình đi ngược về hướng này. Bây giờ 25 phút ngồi đợi ngồi chờ. Để mình hát cho mọi người nghe một câu nha. Có bài gì trời? Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bao rồi. Đây là cam cà rốt mình mới mua nè, 20.000 hay sao á, đúng rồi, 20.000. Mình đi Iris Resort để tắm bụng, gọi là hồ sen chỗ Iris Resort. Đây, giờ đi vô tắm. Bên đây ít Trung Quốc, đợt rồi đi người Trung Quốc không. Đây đang cho bụng lên đầy nè, thả lá nhào ở đây tắm. Ở đây Trung Quốc bữa nay cũng thích. Không nhớ bỏ tay xuống thì còn cầm camera. Giờ mình đi ra hồ bơi. Có hai hồ đang suy nghĩ giữa hồ bơi nào. Đây là hồ nước khoáng nè. Sau khi tắm bùn bình thường người ta sẽ xuống đây người ta bơi. Ở đây bơi tự do, ai thích thì bơi. Ở bên kia thì có đồ ăn á. Một lát nữa mình sẽ bảo mình ăn cái gì đó sơ sơ. Tắm bùn xong là mình ghé qua bò Lạc Cảnh để ăn nè. Chỗ này tại vì đứa bạn nó chưa có ăn cho nên là dẫn nó đi qua đây ăn. Lâu quá ăn lại thì cũng ngon lắm mọi người. Mọi người đang ở đây chưa ha? Nói chung một chuyến này đi là vừa làm việc xong thì mình sẽ ăn. Ăn suốt. Thì ăn á, bao nhiêu trả bấy nhiêu. Muốn ăn thì phải trả tiền cho. Này nem gì đó Viên không biết. Đây nem Đặng Văn Quyên, mời mọi người cùng ăn ha. Vi đang ở Sailing Club đó, có một cái biểu diễn ngắn của mấy bạn Philippines nè, nên quay cho mọi người xem. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video này nha, tạm biệt.